Ôi, chào các bạn. Hôm nay về được mẫu xe này nó đặc biệt. Lý do nó đặc biệt là nó là chiếc xe yêu thích của Sam Watson, chủ cửa hàng Walmart. Thì trên chiếc xe này nó mô phỏng lại tất cả những gì mà từ trước đến giờ trên chiếc xe mà ông có. Rồi, đặc biệt bánh cao su. Các bạn nhìn vô là các bạn phân biệt được bánh cao su bình thường là như vậy. Đâu cần phải nhắc. Đó là cái tuyệt chiêu của người sưu tập Hot Wheels. Xe su phía sau thông tin ghi đầy đủ rồi. Cơ bản chiếc xe này nó cũng như những chiếc xe khác nhưng mà nó được làm đặc biệt, có những cái phụ kiện giống như cái thùng chở hàng nè, nó vẫn mở ra luôn, không gấp được. Bánh cao su, gầm nhựa là Mamaline 1979 4F150. Đây là chiếc xe rất là lâu đời à. Thì trước đây cũng có một phiên bản đặc biệt giống y chang này để trong một cái hộp hình chữ nhật. Thì nếu mà bạn nào có thì các bạn hãy đăng hình lên để cho những bạn khác xem. Rồi, cái xe này thì nó như đây thôi. Bạn nào có đặt thì đến lấy nha. Không lấy là để đó ngâm luôn. Rồi. Cảm ơn các bạn.